Thank you.
vậy anh? Ui, đúng rồi, em đâu rồi? Mẹ đang pha sữa nhá. Mẹ đang pha sữa này. Em đang ngủ à hay dậy rồi? Em dậy rồi kìa. Em dậy rồi á. Hả? Nào lại bé nào. Con nghe mẹ đây. Em nào. Con đây lại dậy. Ừ, dậy bé con đây. À để mẹ bé cho. Để mẹ bé em cho. Để ra hai đứa đi bé ha. Con đi ra uống sữa nhá. Ừ. Đi anh. Đi anh. Đi ra ngoài uống sữa nhá. Ta đợi mẹ vào lấy sữa cho, lấy sữa của em. Con ngồi đây đợi mẹ nhá. Nè. Ngồi xuống đây đi. Ngồi xuống ghế đây này. Xuống đây. Đi. Ăn sữa gì à? Không muốn uống à? À hay mẹ lấy trái cây cho ca nhá. Hả? Ca chán sữa đây phải không? Có kiểu hút kìa. Con bỗng ngược kìa kìa. Ca không uống hả? Ta ngồi đợi nhá, tí mẹ lấy trái cây cho. Kìa kìa. Con uống nè. Bỏ xuống uống đi con. Để mẹ cầm cho uống. Này. Không uống nữa hả? Không uống nữa thôi nhá. Để mẹ cất đi. Chơi với em này. Chơi với em này. Chơi với em này. Em ngoan này. Cái gì đó. Không ngậm miệng. Con bắt trước em nhá. Nhá.
cho con lớn mà không được ngậm tay nhau. Ừ? Ngồi kiểu gì á? Quay lên mẹ hỏi nào. Ca ơi, ca lại bế em nè. Đầu ca thơm thế. Thơm đấy. Em ơi, em ơi, em cứ mút tay này, tháo tay ra con nhé. Tháo tay ra chơi với anh ca kìa. Anh ca này cho chơi em này. Đấy, em chơi đi. Đấy, em hết mút tay rồi nè. Đấy, em cứ mút tay thôi. Trình trình.